Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh của chúng tôi. Thưa quý vị, tại xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã từng xảy ra một vụ án gây chấn động dư luận. 6 thi thể được phát hiện tại bãi cát, trong đó bao gồm có cả trẻ em. Ám ảnh hơn khi trên thân thể các nạn nhân đều là hàng chục vết thương chí mạng. Danh tính hung thủ suốt 43 năm sau đó trở thành một ẩn số thách thức lực lượng điều tra. Tuy nhiên, bằng biện pháp nghiệp vụ và sự kiên trì, cơ quan công an đã tóm gọn được tên hung thủ sau hàng chục năm trời lẩn trốn ở nước ngoài. Hành trình phá án có gì đặc biệt? Hung thủ đó là ai? Và phải đền tội ra sao? Hãy cùng chúng tôi theo dõi ngay sau đây. Kỳ án 6 thi thể dưới bãi cát. Với rất nhiều người dân xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi, họ vẫn nhớ khá rõ về vụ án từng gây chấn động làng biển một thời. Đó là vào buổi sáng sớm một ngày tháng 4 năm 1981, khi các chú chó đã phát hiện mùi tử khí và liên tục cào dưới hố cát. Lại gần, người dân phát hiện một số bộ phận trên cơ thể người được chôn lấp vội vàng trong lớp cát. Ngay sau đó, người dân đã báo chính quyền địa phương. Khám nghiệm hiện trường, công an xác định có 6 thi thể bị sát hại. Các nạn nhân bị chôn dưới cát, bên trên phủ lá dương. Công an nhận định đây là vụ giết người cướp tài sản. Nạn nhân là nhóm người có ý định vượt biên bằng đường biển. Những cuộc vượt biên thời điểm đó, người vượt biên mang theo tất cả tài sản, đánh cược vào cuộc rủi may dài ngày trên biển lênh đênh. Biết được việc này nên nhiều đối tượng thời đó thường đưa người vượt biên đến những bờ biển hoang vắng, lừa họ đợi tàu đến vượt biên, sau đó ép họ đưa tài sản. Ông Nguyễn Hát, 76 tuổi, nguyên cán bộ xã Bình Châu nói, nếu không đưa sẽ bị giết, cướp. Lực lượng công an Nghĩa Bình nay là tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, sau khi tách tỉnh năm 1989, đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Chuyên án để truy bắt thủ phạm đã được triển khai với sự tham gia của những điều tra viên nhiều kinh nghiệm. Một cách nhanh chóng, công an đã xác định được nhóm tội phạm. 3 trong số họ bị bắt và đưa ra xét xử, với 2 người nhận án tử và 1 người nhận án chung thân. Một đối tượng khác đã chống trả và bị bắn chết khi đang trốn chạy. Trong số những kẻ buôn người, chỉ có Phan Thanh Việt là đã trốn thoát và bị truy nã suốt 43 năm trước, nhưng cuối cùng cũng bị bắt giữ. 6 người, gồm 3 đàn ông, 2 phụ nữ và 1 trẻ nghe theo lời của nhóm Việt đã từ thành phố Hồ Chí Minh ra Quảng Ngãi. Nhóm của bị can Việt hướng dẫn 6 nạn nhân xuống khu vực biển Bình Châu. Đến vùng đất mới trong tâm thế sắp trốn khỏi tổ quốc của mình, họ rụt rè lo lắng và lọt vào sự chú ý của người dân xã Bình Châu. Việt và đồng phạm nhanh chóng đưa họ đến bãi biển xóm Châu Tân, một vùng đất hoang vu hẻo lánh vào thời điểm ấy. Không như những gì nghe được, chờ mãi chẳng có chuyến tàu nào đến đón. Khi con mồi đã sập bẫy, cả 6 nạn nhân bị nhóm của bị can Việt bắn tử vong. Việt cùng đồng phạm cướp toàn bộ tiền vàng các nạn nhân mang theo để chia nhau. Chúng đào hố chôn thi thể dưới bãi cát và rời đi. Khai với công an tỉnh Quảng Ngãi, dù ra tay sát hại 6 người một cách dã man, Việt vẫn vào thành phố Hồ Chí Minh tìm người thân của các nạn nhân. Theo thỏa thuận, khi đưa 6 người vượt biên thành công, nhóm của Việt sẽ nhận thêm một khoản tiền nữa từ người nhà. Nhưng Việt không hề biết, trước chuyến đi, gia đình các nạn nhân đã có giao ước. Họ cắt đôi một tờ tiền, người nhà ở Sài Gòn giữ một nửa tờ tiền và các nạn nhân giữ nửa tờ tiền còn lại. Tờ tiền cắt đôi ấy nếu có người mang đến, tức là đã vượt biên an toàn và người nhà của họ trả nửa số tiền còn lại cho người tổ chức vượt biên. Lúc gặp người thân các nạn nhân, Việt không hề biết điều đó, vẫn dối trá rằng mình đã đưa họ vượt biên an toàn. Nhưng khi người thân các nạn nhân hỏi nửa tờ tiền đâu, Việt không biết phải giải thích thế nào nên tìm cách rời khỏi nhà nạn nhân, sau đó trốn tránh suốt 43 năm. Việt trở thành đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm với cáo buộc tổ chức giết người và cướp tài sản của công an tỉnh Nghĩa Bình. Hắn đã tránh đi những nơi mà người thân và bạn bè có thể biết mặt, chuyển chỗ ở liên tục, làm đủ loại công việc và hạn chế tiếp xúc với người lạ. Trong suốt khoảng thời gian 43 năm trốn chạy đó, các trinh sát đã đi khắp nơi, từng gặp hàng trăm người để tìm kiếm Việt. Việt xây dựng vỏ bọc uy tín ở nơi trốn chạy bằng cách tỏ ra mình là công dân gương mẫu nhưng vẫn rất cảnh giác. Sau thời gian dài trốn chạy, cuối cùng Phan Thanh Việt dạt về Cà Mau. Tại giải đất tận cùng của Tổ quốc, Việt tỏ ra thật thà, chất phác để lấy lòng tin của người dân. Khai với công an tỉnh Quảng Ngãi, Việt nói khi đến ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, huyện Cái Nước, Cà Mau, vùng đất này rất hẻo lánh, nhiều người không biết chữ.
tôi đã học hết lớp 3, biết đọc và biết chữ thành thạo, nên nhiều người nhờ dạy chữ cho con mình và chính họ, Việt khai. Vỏ bọc hoàn hảo, Việt dần tạo ra uy tín cho mình ở nơi lẩn trốn. Nhưng Việt rất ma mãnh, khi cán bộ địa phương đề xuất Việt dạy bổ túc cho người dân trên diện rộng, thì Việt lập tức từ chối, vì lo nhiều người biết mình sẽ lộ. Dần dà, Việt cưới vợ, sinh con, làm những công việc sông nước như trải lưới để sinh sống. Ẩn thân sống lặng lẽ ở vùng đất xa xôi, bằng cách nào đó Việt cũng tạo cho mình một lý lịch tư pháp mới để trốn truy nã. Thời gian càng trôi đi, Việt càng nghĩ tội ác của mình chẳng còn ai nhớ đến. Bị can này không hề biết, cuộc truy nã Việt vẫn được Công an tỉnh Quảng Ngãi theo đuổi xuyên qua thời gian. Mãi đến cuối năm 2023, nguồn tin về người đàn ông tên Phan Thanh Việt ở ấp Phong Lưu, xã Đông Hưng, bàn tay phải bị cụt 4 đốt ngón tay xuất hiện. Nhanh chóng, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Quảng Ngãi trích xuất dữ liệu, phối hợp cùng đồng nghiệp ở Cà Mau, sâu chuỗi những dữ kiện và nghi phạm cuối cùng đã lộ diện. Trinh sát xuất hiện ở nhà Việt tại ấp Phong Lưu, giới thiệu là công an đến từ Quảng Ngãi, mời Việt về trụ sở công an xã Đông Hưng làm việc. Đi được vài bước, Việt biết mình không thoát khỏi lưới trời, đã thừa nhận hành vi tội ác năm xưa. Khi công an nói đến từ Quảng Ngãi, tôi biết mình đã bị phát hiện. 43 năm, tôi nghĩ chẳng còn ai nhớ đến mình, vậy mà tôi vẫn bị bắt, lời khai của Việt. Vậy là sau gần nửa thế kỷ lẩn trốn, Phan Thanh Việt đã bị bắt và thừa nhận những hành vi phạm tội của mình. Việt kể rằng anh ta cùng những kẻ đồng lõa đã dụ dỗ 6 người muốn vượt biên tới một bãi biển hoang sơ tại xóm Châu Tân để đợi một con tàu. Thế nhưng trái với những gì họ mong đợi, không có chiếc tàu nào cập bến để đưa họ đi. Nhận thấy các nạn nhân sập bẫy, cả 6 người bị Việt và nhóm của hắn giết hại. Bọn chúng đã cướp đi số tiền và vàng mà các nạn nhân mang theo để chia lẫn nhau. Sau đó, chúng chôn xác nạn nhân dưới lớp cát biển và bỏ trốn khỏi hiện trường. Việt cho biết hắn đã lựa chọn vùng sông nước mà người dân không biết chữ để sinh sống vì họ sẽ không đọc được thông báo truy nã của công an. Tại cơ quan công an, với đặc điểm nhận dạng bàn tay cụt ngón và nhiều thông tin liên quan khác trong vụ án, gã đàn ông 71 tuổi đã cúi đầu nhận tội. Ông ta chính là Phan Thanh Việt, kẻ tham gia giết 6 người cướp tài sản từ 43 năm trước. Theo Công an tỉnh Quảng Ngãi, vụ án sát hại 6 người năm 1981 là vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây hoang mang dư luận. Nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Quảng Ngãi đã đeo bám vụ án với quyết tâm truy bắt bằng được kẻ thủ ác. Đến tháng 1, mọi nỗ lực của lực lượng công an đã được đền đáp, Phan Thanh Việt đã xa lưới. Thượng tá Nguyễn Văn Bảy, nguyên Phó trưởng phòng Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Nghĩa Bình, nay là tỉnh Quảng Ngãi và Bình Định, không giấu nổi vui mừng khi nhận thông tin đã bắt được đối tượng gây ra vụ án chấn động năm xưa. Thượng tá Bảy chia sẻ, trên 40 năm qua, từ thế hệ tôi đến bây giờ thay đổi về cơ cấu tổ chức nhân sự, nhiều lãnh đạo cán bộ chiến sĩ nghỉ hưu, chuyển công tác, nhưng chưa bao giờ chúng tôi quên vụ án đó. Nên khi nghe thông tin lực lượng công an bắt được đối tượng Việt, ai nấy đều thấy nhẹ lòng, bởi món nợ với gia đình 6 nạn nhân đã trả được. Thưa quý vị, kỳ án đã được giải đáp, tên sát nhân đã xa lưới sau 43 năm lẩn trốn và phải đối diện với bản án thích đáng cho tội ác đã gây ra. Đây cũng là bài học cho mỗi công dân, hãy luôn ý thức được hành vi của mình để sống một cuộc đời có đạo đức, tôn trọng pháp luật, để tránh gây ra những sự việc đáng tiếc. Tới đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại.